Kính chào quý cô chú, anh chị, việc tự diệt mối tại nhà, gia đình là nhu cầu của rất nhiều quý anh chị ở Việt Nam hiện nay. Bởi tự làm xử lý mối tại nhà sẽ giúp tiết kiệm chi phí hơn so với thuê một dịch vụ diệt mối. Ngoài ra, tự diệt mối tại nhà còn giúp gia đình tự chủ động về thời gian xử lý mối, tránh gặp phải một số đơn vị diệt mối không có tâm. Tuy nhiên, nếu bạn đang muốn tự diệt mối tại nhà mà có thể diệt mối tận gốc, diệt mối hiệu quả lâu dài thì hãy dừng ngay 3 phương pháp diệt mối không mang lại hiệu quả này mà diệt côn trùng Tần Nguyên sẽ chỉ ra sau đây. Hy vọng video sẽ giúp bạn có cái nhìn đúng đắn hơn về phương pháp để diệt mối tại nhà. Nếu xem video hữu ích, xin cho chúng tôi lượt thích, lượt đăng ký kênh và chia sẻ video đến nhiều người cùng biết. Như chúng ta đều biết, mối chúa trong suốt quãng đời của mình chỉ nằm một chỗ dưới tổ mối, không di chuyển đi đâu bao giờ vì chúng không có chân. Còn các mối thợ và mối lính sẽ đi khắp nơi để kiếm thức ăn. Đặc biệt mối chúa là mối sinh sản duy nhất của tổ mối, các mối còn lại không sinh sản được. Vì thế, muốn diệt được tận gốc tổ mối, bạn phải diệt được mối chúa hoặc sử dụng phương pháp lây nhiễm mới diệt được sạch mối hoàn toàn vì tổ mối có số lượng có thể lên đến hàng triệu, hàng tỷ con trong một tổ. Nếu bạn áp dụng các cách diệt mối sau đây, sẽ không bao giờ diệt được mối tận gốc, mà còn làm cho mối lây lan mạnh hơn, gây hại nhanh hơn, lãng phí thời gian và tiền bạc của mọi người. Một, sử dụng dầu hỏa để diệt mối. Nhiều người thường nghĩ, dầu hỏa có tính nóng, nồng, hôi, sẽ diệt được mối tận gốc, nhưng đây là quan điểm sai lầm. Dầu hỏa là chất lỏng trong suốt, có độ nhớt thấp, được hình thành từ hydro carbon thu được từ quá trình chưng cất dầu mỏ. Dầu hỏa có tính nồng, mùi hôi đặc trưng và dễ bốc cháy, được sử dụng khá nhiều trong sinh hoạt hàng ngày của con người. Với mùi nồng và tính nóng đặc trưng, dầu hỏa được nhiều người sử dụng để diệt mối tại nhà với tác dụng vừa rẻ, vừa hiệu quả nhanh chóng. Tuy nhiên, vì chất lỏng có tính nóng nên khi đổ dầu hỏa lên vị trí trúng con mối, mối sẽ chết ngay. Mặt khác, dầu hỏa có mùi hôi cũng giúp xua đuổi mối được vài hôm, không thấy mối xuất hiện nữa, nhưng thực tế thì mối vẫn âm thầm phá hoại ở bên trong nơi không có dầu hỏa. Vì cách này chỉ diệt được những con mối chúng ta thấy bên ngoài, còn phần lớn các mối ẩn núp ở bên trong bạn không thể nào xịt tới được, cũng như không đưa được thuốc diệt mối về đến tổ mối nên không thể diệt mối hoàn toàn được. Chỉ vài hôm sau, chắc chắn mối sẽ xuất hiện trở lại. Trên thị trường cũng còn một số mẫu chai thuốc ghi là diệt mối tận gốc như chai thuốc M4 này. Đây thực chất cũng là nước dầu hỏa. Khi chúng tôi đến nhà làm dịch vụ gặp nhiều cô chú, anh chị mua về xử lý, nhưng không mang lại tác dụng diệt mối tận gốc. 2. Sử dụng thuốc sâu để diệt mối. Thuốc sâu là dòng thuốc dùng để phun diệt sâu trong nông nghiệp, cây trồng và ruộng lúa. Thuốc sâu chứa nhiều thành phần hóa chất ảnh hưởng đến sức khỏe con người rất lớn nếu như không được trang bị bảo hộ đúng quy chuẩn khi phun xịt. Thuốc sâu là dạng thuốc có mùi hôi rất khó chịu, cay nồng, thành phần hóa chất bám rất lâu, rất khó bị bay mùi. Chúng ta thường nghe mùi hôi như thuốc sâu để chỉ mùi hóa chất độc hại. Tuy nhiên, nhiều gia đình lại sử dụng các dòng thuốc trừ sâu để diệt mối với mong muốn sẽ diệt được mối tận gốc. Nhưng một vấn đề là bạn không hề nghĩ tới, thuốc sâu sẽ gây ngộ độc đến con người vì phần lớn xử lý mối là diệt ở trong nhà, mùi thuốc sâu sẽ ám nên nhà bạn có thể từ 4 đến 5 năm vẫn chưa hết. Ngoài ra, cũng giống như dầu hỏa, thuốc sâu cũng có tính nóng, nồng, cay nên khi xịt lên trúng con mối, mối sẽ chết ngay. Thuốc sâu không có tác dụng lây nhiễm bệnh để diệt toàn bộ tổ mối. Đồng thời, mùi hôi từ thuốc sâu sẽ xua đuổi mối đi, chúng sẽ không quay lại vị trí bị xịt thuốc đó nữa, nhưng chỉ một thời gian ngắn, có thể kéo dài hơn sử dụng dầu hỏa, tuy nhiên mối cũng sẽ tấn công trở lại bình thường. 3. Diệt mối bằng dầu nhất thải. Dầu nhất thải là dầu bôi trơn máy động cơ, sau khi thải ra, được con người tận dụng trở lại để làm một số công việc như bôi lên dây sên, nhọ các vị trí khớp xe như chân thắng, phanh xe, vân vân. Dầu nhất thải có màu đen, sau thời gian dài sử dụng ở trong động cơ xe máy, xe hơi, lượng dầu nhất này được thải ra và là một chất độc hại với môi trường. Chỉ cần 1 lít nhất thải, thải ra môi trường sẽ làm nhiễm độc tới 1 triệu lít nước. Chính vì là chất độc hại với môi trường nên khi dùng dầu nhất, xịt lên các con mối sẽ làm mối chết ngay, nhưng cũng giống như thuốc sâu và dầu hỏa, dầu nhất thải cũng gây ra mùi hôi khó chịu, đồng thời cũng có tác dụng xua đuổi mối tại vị trí phun xịt trong một thời gian ngắn, chứ không thể diệt được tận gốc mối được. Sau một thời gian tầm 1 tháng, bạn sẽ thấy mối trở lại như lúc đầu.
Muối là côn trùng hoạt động ẩn náu, có tính tổ chức cao, hệ thống tổ muối nhiều, số lượng cá thể cực lớn, nên bạn muốn diệt muối phải áp dụng các biện pháp diệt muối như đặt hộp nhiều muối hay dùng những dòng thuốc có tính chất lây nhiễm bệnh. Thuốc diệt muối tính chất sinh học được cơ quan nhà nước kiểm định chất lượng mới diệt muối hoàn toàn và tận gốc được. Vì thế, lời khuyên của chúng tôi là với ba cách diệt muối như trên, bạn không nên áp dụng vì sẽ làm cho muối thích nghi với chất độc hại, muối càng phá hoại mạnh hơn, hư hại nhiều hơn đến tài sản của mọi người, đặc biệt còn gây tác hại lên sức khỏe, môi trường sống lâu dài của bạn và gia đình. Trên đây là video 3 cách diệt muối sai lầm, diệt muối vừa không hiệu quả, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe con người, bạn nên tránh sử dụng khi tự diệt muối tại nhà. Xem video hữu ích, xin cho chúng tôi lượt thích, lượt đăng ký kênh và chia sẻ video đến nhiều người cùng biết. Xin trân trọng cảm ơn.